Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Hôm Nay. Chúng ta đều biết có rất nhiều loại gỗ khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên, chỉ có một số ít loại gỗ có những đặc tính nổi trội khiến chúng bị khai thác và sử dụng nhiều dẫn đến tình trạng cạn kiệt hay thậm chí gần như tuyệt chủng trên thế giới. Đó chính là nguyên nhân vì sao có một số loại gỗ dù bạn có bỏ ra nhiều tiền đi nữa vẫn chưa hẳn là sẽ mua được, bởi chúng có giá thành rất đắt và chỉ với một vài khúc gỗ nhỏ thôi đã bằng cả gia tài của một người giàu Việt. Vậy các bạn có biết loại gỗ quý đó là những loại gỗ nào không? Nếu chưa thì trong video hôm nay chúng tôi mời các bạn cùng tìm hiểu về 10 loại gỗ đắt nhất thế giới. Hãy xem liệu bạn có đang sở hữu những loại gỗ này trong nhà không nhé. 10 loại gỗ đắt nhất thế giới bằng gia tài của một người giàu Việt Nam. 10. Gỗ Purple Heart. Phần đông chúng ta chắc chắn sẽ chưa bao giờ nhìn thấy loại gỗ này ở Việt Nam, bởi đây là một gỗ đặc trưng của vùng Trung và Nam Mỹ. Những loại gỗ rừng nhiệt đới này có thể được tìm thấy nhiều nhất ở các khu rừng mưa nhiệt đới ở Brazil, Suriname và Guyana. Với kích thước ấn tượng lên đến 30-50m với đường kính thân lên tới 1,5m, Purple Heart trở thành một trong các loại gỗ quý hiếm trên thế giới vì đặc tính bền lâu, chịu được sự thay đổi nhiệt và độ ẩm. Loại gỗ này rất dày, chịu nước tốt, có độ cứng và bề màu bọc nhất thế giới. Điều đặc biệt ở loại gỗ có tên gọi trái tim màu tím này là khi các màu sắc của gỗ sẽ chuyển từ màu nâu sang màu tím rất đẹp. Loại gỗ này được đánh giá cao trong việc chế tác các đồ vật trang trí, đặc biệt là trên các nhạc cụ, bản đàn guitar, điêu khắc gỗ, tủ, sàn và đồ nội thất. Loại gỗ này có giá khoảng 12 đô trên 30cm, tương đương khoảng 9,5 triệu đồng trên 1 mét. Và nếu tính giá trị nguyên cây, thì chắc hẳn không phải là con số nhỏ mà ai cũng mua được. 9. Gỗ cẩm lai. Gỗ cẩm lai, loài cây được trồng chủ yếu ở châu Phi. Cẩm lai là một loại gỗ quý và có tốc độ phát triển chậm, màu nâu hồng, vệt đen, cứng, thở mịn, khá sần, mặt cắt nhẵn, dễ đánh bóng và gia công. Đây là loại gỗ hội tụ đầy đủ những tính năng tuyệt vời. Chính vì vậy, cẩm lai thường được ưa chuộng trong chế tạo nhạc cụ, đồ thủ công mỹ nghệ như dây chuyền, nhẫn gỗ. Rất nhiều món đồ được ưa chuộng khi chúng được làm từ gỗ cẩm lai. Gỗ cẩm lai hiện nay đang rất được ưa chuộng tại Việt Nam, được dùng làm bàn ghế và tủ đồ gia dụng. Gỗ cẩm lai không bị cong vênh, nứt nẻ, biến dạng trước sự thay đổi thời tiết khắc nghiệt nên còn được làm ván cửa và lát sàn. Giá bán loại gỗ này khoảng 19 đô trên 30cm, tức là 1 mét gỗ cẩm lai có giá khoảng hơn 14 triệu đồng. Tại Việt Nam, anh Nguyễn Mạnh Cường ở Thường Tín, Hà Nội hiện đang sở hữu một sập có chiều dài 5,36m, chiều rộng 2,1m và dày 40cm, nặng lên đến 5 tấn. Sập được làm từ gỗ cẩm lai nhập khẩu bên Nam Phi, nó được định giá 3 tỷ đồng. 8. Gỗ bồ kết. Không mấy ngạc nhiên khi gỗ bồ kết nằm trong những loại gỗ đắt nhất hiện nay, bởi giá trị của loại gỗ này trong đời sống rất cao. Loại gỗ này thường được tìm thấy tại khu vực ấm áp như Trung Mỹ hoặc Tây Ban Nha. Thân gỗ có màu vàng nâu nhạt đến gần sọc đen và có xu hướng tối dần theo độ tuổi. Càng lâu năm, gỗ càng tối màu và càng đẹp. Bồ kết rất thơm nên có thể được tinh chế thành hương liệu và tinh dầu. Ngoài ra, với màu sắc từ nâu vàng đến các điểm nhấn sọc nâu và đen sẫm, bề mặt của loại gỗ bồ kết được điểm xuyến với nhiều vân cây nhỏ xíu, đẹp mắt. Tính thẩm mỹ nổi bật làm cho loại gỗ bồ kết này được các thợ gỗ và thiết kế nội thất ưa chuộng để làm vật dụng trong nhà cũng như nhạc cụ. Và tất nhiên, sản phẩm làm từ loại gỗ này cũng có giá trị rất chi là trên trời, chỉ dành cho những người có nhiều tiền. Nếu là dân chơi gỗ và yêu thích loại gỗ này, bạn phải đi đến Nam Mỹ hoặc Mexico mới có thể tìm kiếm và săn mua được. Giá bán của bồ kết có thể lên tới 32,99 đô trên 30cm, tương đương hơn 26 triệu đồng một mét. 7. Gỗ ngọc am. Vị trí thứ 7 trong 10 loại gỗ đắt nhất thế giới là loại gỗ có tên gọi gỗ ngọc am. Theo những nhà sưu tầm đồ gỗ có tiếng ở Việt Nam, từ xa xưa, ngọc am đã được coi là một gỗ quý, chỉ bậc đế vương mới được dùng. Người Trung Quốc đã biết đến loại gỗ ngọc am từ hàng ngàn năm trước và coi nó quý ngang với ngọc ngà. Trong các hoàng cung, nếu gỗ xưa đỏ cứng như thép và có hoa văn đẹp, thường được dùng để đóng các vật dụng như giường tủ, bàn ghế, thì ngọc am lại có mùi thơm quyến rũ, được dùng nhiều trong các gian phòng của cung tần mỹ nữ. Ngày nay các loại gỗ này gần như không còn nữa, nên giá trị của nó cũng thuộc hàng cao ngất ngưỡng. Không phải ai có tiền cũng có thể mua được. Tại Việt Nam, bộ bàn ghế được làm bằng gỗ ngọc am có giá đắt nhất khoảng 10 tỷ đồng, thuộc sở hữu của một đại gia trong ngành lâm sản, khoáng sản ở Tuyên Quang. 6. Gỗ hồng ngà. Gỗ hồng ngà cũng được mệnh danh là một trong những loại gỗ quý hiếm nhất Việt Nam và thế giới. Loại gỗ này có rất nhiều màu từ hồng nhạt đến hồng sáng, gần như hồng neon đến đỏ đậm. Nhưng màu gỗ có giá trị nhất là màu hồng rực rỡ, thường sử dụng để làm đồ mỹ nghệ, hàng thủ công và nó được rất nhiều người ưa chuộng.
Tuy nhiên hiện nay, gỗ hồng ngà trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã bị khai thác quá mức, dẫn đến việc gần như bị tuyệt chủng. Do đó, nếu bạn muốn tìm mua loại gỗ quý này, có thể sẽ khá là khó khăn. Chưa nói đến số tiền mà bạn bỏ ra khoảng 7 triệu đồng trên 1 mét gỗ. Và với chiều cao của cây gỗ hồng ngà là từ 30-40 mét, đường kính thân 1-1,5 mét. Và bạn tính thử xem, giá trị của một cây hồng ngà sẽ là bao nhiêu? 5. Gỗ xưa. Cây gỗ xưa là loại cây cực kỳ quý hiếm và có chất lượng rất tốt. Gỗ xưa hay còn gọi là trác thối. Đây là loại cây gỗ được xếp vào hàng quý hiếm và đang dần cạn kiệt. Gỗ xưa có ý nghĩa tâm linh lớn, do đó thường được sử dụng làm thành các vật phẩm phong thủy. Không chỉ vậy, cây gỗ xưa càng để lâu càng đẹp. Ngoài ra, loại gỗ này rất đặc biệt, khi đốt có hương thơm như gỗ trầm, lại có thể trưng cất thành tinh dầu như gỗ đàn hương. Chiết xuất từ gỗ xưa có tính chất làm tan sưng, ra mồ hôi và trợ tim. Vì vậy, chúng còn được sử dụng rộng rãi trong y học. Hiện nay có một vài giống gỗ xưa rất quý hiếm đang đứng bên bờ tuyệt chủng do bị khai thác quá nhiều, với giá khoảng 100 triệu đồng một ký. Đó chính là lý do tại sao có nhiều vụ chặt trộm và mất cắp gỗ xưa ở đình làng Việt Nam đã xảy ra. Và bạn đã biết hay chưa, bộ bàn ghế được làm bằng gỗ xưa hiếm có, được chạm trổ linh vật công phu, có giá ước tính khoảng 100 tỷ đồng của ông trùm Minh Sâm, được cho là bộ bàn ghế đắt nhất Việt Nam. Ngoài ra, ở nước ta còn có một cây xưa từng được trả giá bán 100 tỷ đồng. Các bạn có tin nổi không? Cây xưa đỏ có tuổi đời trên 130 năm, nằm trong khuôn viên chùa làng Phủ Chính ở Hà Nội. Cây xưa quý này có hai nhánh lớn. Tuy nhiên, một nhánh đã bị gãy đổ và được bán theo hình thức đấu giá cho một đại gia gỗ Đồng Kỵ ở Từ Sơn, Bắc Ninh với giá 20,5 tỷ đồng vào năm 2010. Vụ mua bán đã gây nên lùm xùm trong một thời gian dài. 4. Gỗ đen châu Phi. Đây là một loại gỗ sáp dày đặc, tuyệt vời trong việc điêu khắc các chi tiết nhỏ, làm cho nó trở thành một trong những lựa chọn tốt nhất để khắc gỗ hoặc làm nhạc cụ. Vì loại cây này phát triển rất chậm, có thể mất đến 60 năm để trưởng thành với chiều cao trung bình của cây từ 4 đến 15 mét. Do vậy, nên giá thành của loại gỗ này đắt đến nỗi có thể xắt ra miếng. Một điểm khác khiến loại gỗ này nổi tiếng là do ruột cây có một màu đen tràm quyến rũ. Gỗ đen châu Phi được dùng nhiều để làm các loại nhạc cụ thổi bằng hơi hoặc để làm nhạc cụ đặc biệt là đàn guitar vì âm sắc rất cân bằng của nó. Hiện gỗ này đang sắp cạn kiệt nên giá thành của loại gỗ này khá cao. Theo những người chơi gỗ, giá bán của nó có thể tới 10.000 đô la Mỹ một ký, tương đương hơn 230 triệu đồng. 3. Gỗ mun. Gỗ mun được trồng và phân bố rộng rãi ở vùng nhiệt đới. Đây là một loại gỗ cứng nổi tiếng trong danh sách các loại gỗ quý nhất thế giới với trọng lượng nặng, vẻ ngoài bóng bẩy và chi phí cao ngất ngưỡng. Màu sắc của gỗ mun thường là màu đen xen kẽ nâu đỏ, rất phù hợp để điêu khắc và làm đồ nội thất cao cấp. Do sự kết hợp của môi trường sống hạn chế, tăng trưởng chậm và nhu cầu cao, nó đã trở thành một trong những loại gỗ quý hiếm trên thị trường gỗ hiện nay. Hiện các loại cây cho gỗ này đều đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng. Do vậy mà nhiều người cho rằng giá bán của gỗ mun có thể dao động trên dưới 10.000 đô la Mỹ trên một ký, tương đương trên dưới 230 triệu đồng, tùy thuộc vào việc bạn mua loại gỗ mun nào, có xuất xứ từ đâu. Các sản phẩm làm bằng gỗ mun tự nhiên được khai thác tại Việt Nam thì sẽ có giá đắt hơn hẳn các sản phẩm làm bằng gỗ mun được khai thác tại châu Phi, bởi Việt Nam là quốc gia có thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp nhất để trồng và giúp cây gỗ mun phát triển tốt. Năm 2016, một đại gia Sai Thanh đã mua bộ ghế kỳ lân nặng tới 7 tấn, làm từ gỗ mun sọc với giá lên đến 2,2 tỷ đồng. 2. Gỗ đàn hương. Đúng như tên gọi của nó, gỗ đàn hương là một loại gỗ có hương thơm rất dễ chịu, thường được phân bố khắp Đông Nam Á và các đảo Nam Thái Bình Dương. Gỗ đàn hương là một loại gỗ quý, còn được mệnh danh là vàng xanh nhờ vào những công dụng của mình mang lại. Cả cây và rễ đàn hương đều chứa một loại tinh dầu thơm màu vàng. Mùi hương này vẫn tồn tại trong nhiều năm trong các vật dụng như hộp trang trí, đồ nội thất, dược liệu, gỗ tâm linh. Vì mùi hương quý phái này mà gỗ đàn hương bị khai thác quá nhiều, trở thành một trong các nhóm gỗ quý và đắt đỏ nhất thế giới. Theo lời đồn, giá bán của loại gỗ này có thể lên tới 20.000 đô la Mỹ trên một ký, tương đương 460 triệu đồng trên ký. 1. Trầm hương. Có lẽ đây là cái tên không mấy xa lạ với chúng ta, bởi từ lâu mức độ nổi tiếng của trầm hương đã vang danh khắp thế giới. Vậy bạn có thắc mắc tại sao lại xếp trầm hương đứng ở vị trí số 1 trong 10 loại gỗ đắt nhất thế giới? Như các bạn đã biết, trầm hương hay gió bầu được biết đến ở nhiều nước châu Á, là một loại cây nhựa thông nằm trong danh sách các cây gỗ quý nhất Việt Nam. Gỗ trầm hương là phần gỗ có nhiều nhựa thơm từ gỗ thân già mục của cây trầm qua thời gian rất lâu chuyển hóa mà thành. Vì thế giá trị của gỗ trầm hương cũng khá cao. Sở dĩ có tên gọi gỗ trầm hương cũng là nhờ vào hương thơm vốn có đặc trưng không lẫn lộn của mình. Gỗ trầm hương chứa đến 25% tinh dầu, có tác dụng rất tốt với sức khỏe.
cho nên thường được chế tác thành tinh dầu trầm hương, vòng tay gỗ trầm hương để tiện mang theo bên mình bổ trợ cho sức khỏe. Với đặc tính độc đáo của nó thì giá bán của loại gỗ này cũng không dành cho phần đông dân số chúng ta, bởi chúng dao động từ 20.000 đô la Mỹ cho đến 800.000 đô la Mỹ trên 1 ký nếu có ở Kỳ Nam. Nghĩa là 1 kg trầm hương tương đương 460 đến 18,4 tỷ đồng. Nói đến loại gỗ này, ở Việt Nam có lẽ danh hài Hoài Linh là một trong những tay chơi trầm thứ thiệt. Anh có hẳn một phòng trưng bày trầm với giá trị khó mà có thể lường được. Bạn thấy sao về giá trị của các loại gỗ mà chúng tôi vừa giới thiệu? Hãy chia sẻ với mọi người về loại gỗ quý mà gia đình bạn đang sở hữu. Hãy like và share video nếu bạn thích nội dung hôm nay. Cuối cùng, chúng tôi luôn muốn nhắc các bạn là đừng quên đăng ký theo dõi kênh để có thể xem những video mới nhất, hấp dẫn nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!